Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, dù trải qua một năm kinh tế nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh, nhưng đến nay thì các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đã công bố mức thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người lao động. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất tại Đà Nẵng thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 83 triệu 400 000 đồng. Mức thưởng bình quân của người lao động khối này là gần 10 triệu 300 000 đồng về tiền thưởng Tết Nguyên đán. Mức thưởng cao nhất cũng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 127 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng bình quân của người lao động thuộc khối doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước lại cao nhất trong các khối là 10 triệu 700 nghìn đồng.